Anh người ta và anh tôi kiểu anh người ta. Anh Ryan ơi, thằng Tuấn nó đánh em. Cái gì? Mày nói cái gì? Tuấn ư? Vâng. Tao không bố mày cái gì chỉ gấp, tao đang quên trên nhà nó ngay. Thôi anh ơi, thằng Tuấn nó chỉ đấm lên xương mắt thôi. Anh đừng đánh nó, chẳng may có vấn đề gì ngày mai nó lại trả thù em. Không được, tao phải làm ra ngôi long hai vụ ngắn được. Mày ở đây chờ tao. Anh không, tao đánh cướp dép của chị nó đấy. Mày cứ mang đi, có mệnh hệ gì cứ bảo tao cướp. 65.000 đấy, mới tin. Không. Anh tôi. Anh dài ra thằng mày đâu quánh em. Anh nhìn anh người ta kìa, em bị đánh nó xách luôn vũ khí ra nhà. Anh cứ cái gì. Cái gì mà thôi dẹp đi, anh trả em 65.000 đủ chứ. Anh đi trên hết đây để em còn mua xếp baby e nhà chỉ bán xếp giá 65.000. Chồng anh cứ như thế nào ý. Anh người ta và anh tôi kiểu anh người ta. Anh sai yêu quý ơi, cô giáo sao xem bài tập này mà em không hiểu ạ? Đưa anh xem nào, cô giáo em lém lỉnh thật đấy. Bài toán này đơn giản lắm, con số 8 này thực tế ra là một con cá. Một con cá cộng một con cá bằng dạ bằng hai con cá ạ. Em gái ngốc của anh à? Một con cá cộng một con cá bằng ba con cá thì nó sẽ đẻ ra thêm một con cá nữa. Dạ dạ, em thật là rốt nát. Em cảm ơn anh. Thôi học hành nhiều quá đầu óc nó bị lún lẫn rồi đấy. Anh tặng em một đôi dép baby là chỉ bán dép này mang đi. Wow, thật là tuyệt vời, em cao lên tận 4cm anh ạ. Anh tôi. Lại gì nữa đây, trong mày hãm hại đến đáng thương. Mày có công cái mỏ mày lại ngay không hả, chuyện gì? Dạ, cô giáo em lấy chồng à? Không, cô giáo cho em ra bài tập về nhà cho em không biết làm à? Vô cực cộng vô cực bằng, bài toán này cực kỳ đơn giản luôn. Mày cơm mồm vào xem tao chỉ này. Dạ. Bài toán này cực kỳ đơn giản, mày xem tao chỉ này. 8 cộng 8 bằng 15, ghi vào. Wow, anh thật là đỉnh cao. Mà mày có tiền không cho tao mượn 65.000 phát. Tao mua cái dép chữ C baby e bên nhà chị bán dép ấy, có 65.000 thôi. Dép tao đứt chó cắn hết rồi. Mẹ người ta và mẹ tôi mỗi khi xin tiền kiểu mẹ người ta. Mẹ ơi, áo con rách cả rồi. Ôi dồi ôi, con gái thân yêu của tôi, hôm qua áo mới mua mà nay đã rách. Con gái tôi có trông giống thành giống không tôi chứ? Thôi mình đi, mẹ cho 20 triệu mua áo nhá. Dép con cũng đứt rồi mẹ ạ. Mẹ cho con xin thêm 10 triệu qua nhà chị bán dép mua dép với ạ. Mua gì mua lắm thế hả con? Dạ, mua để dành tặng cho cả lớp ạ. Ôi dồi, con tôi từ bi bác ái thế không chưa lì. Thôi đây, 100 triệu con cầm lấy mà tiêu. Chừng nào hết thì bảo mẹ, mẹ cho tiếp nhá. Mẹ tôi. Mẹ ơi. Mẹ đâu con đi luôn. Tốt. Mẹ ơi, nhưng mà dép con đứt rồi. Dép mày đi e tao mới mua nhà chị bán dép thứ 2 năm rồi. Mày cầm mày không mang về lắm. Nhưng mà 2 năm rồi bạn đời cười con chứ. Mẹ mua cho con dép mới với ạ. Mẹ ơi, con nín lại. Đây đây, con mang dép mẹ tặng. Tốt, tiến vào nhà học bài đi. Tao đi chợ mua đôi mày. Chó nhà người ta và chó nhà tôi kiểu nhà người ta. Ôi trời, sẽ thích cả mình. Nhung ơi, mày trông con chó này trông kinh dị không kia chứ? Chị ơi, hình như nó ngáo hay sao? Cẩn thận chứ không nó đớp một phát hai chị em mình tôi mất. Ừ, đúng đấy. Vậy mang nuôi dép baby của nhà chị bán dép chạy đi nhanh lên. Nhưng mang vào để làm gì thế chị? Mày ngu thế nhờ, chạy mau đi không nó đớp. Nhà tôi. Ui bạn Hồng ơi, nhà tôi có chó dữ, cậu cẩn thận nhá. Ui, nhà cậu có chó dữ à? Nhìn nó trông kinh quá. Sao cậu lại khóc thế? Tớ sợ chó lắm. Thôi nín đi, nó cắn không đau lắm đâu. Hôm qua tớ mới đi tiêm phòng dại thôi. Chừng nào mà nó cắn thì cậu nhớ mang cái dép baby nhà chị bán dép phòng và chạy cho nhanh nhá. Sự thảo mai của bạn người ta và bạn tôi kiểu bạn người ta. Ui chúng mày ơi, con Hồng hâm kìa. Trông nắng nôi như thế này mà nó đi ngoài nắng, gọi nó vào nhà đi. Ê Hồng, vào nhà đi, lán quần què gì ngoài trời nắng vậy? Vào đây, ăn đá tẩm nước mắm với tụi tao này, ngon lắm. Wow, đang thèm nước, cho tao đớp ha. Đớp đi. Trời ơi Tuấn mày coi kìa, nhìn nó cứ dại dại sao ấy. Đi lang thang ngoài đường không có mỗi một đôi dép mà đi cơ chứ. Thôi, tặng Hồng một đôi dép baby cao 4cm để êm chân lang xe ở bên nhà chị bán dép ấy. Có 65.000 thôi, chứ đi chân đất tội quá. Cảm ơn nha. Bạn tôi. Trời ơi, chúng mày biết tin gì chưa? Tin gì? Trời ơi, hôm qua tao nghe bạn ở xóm kể là con Hồng đi cùng rồi. Đi chơi thì chó dại cái. Bây giờ tội lắm chứ mày ạ. Mày nói cái gì? Ai bị dại cơ? Tớ chỉ trêu thôi ý mà. Hôm nay cậu mặc áo đẹp thế nhở? Lại còn đi dép xịn nữa cơ đấy. Bao nhiêu ý nhở? Tớ ước tớ được mua một đôi như cậu ấy. Dép 65.000 bên nhà chị bán dép ý. Mày thích thì mày tự đi mua đi, đừng có tung tin vịt nữa. Không thì. Vâng, tớ đi mua ngay.